Nào chào khán giả đi. Không biết hát thì hát ừ. Rồi tuyệt vời, vỗ tay nào, vỗ tay nào. Đây nha, bài này là bài rất là khó nhưng mà học rất nhanh, mà lớp này toàn ca sĩ thì hát hay thật đấy. Hát. Cái đoàn cao trào là hát là sởn hết cả da gà đấy. Nghe mà thấy sởn hết cả da gà đây này. Hay đấy, rất hay. Mỗi tội là vỡ nhà tôi rồi. Suýt nữa thì vỡ hết cửa kính rồi.
Rồi, đây là ca sĩ nhí Phương Linh, chào khán giả Phương Linh. Đấy, đây là ca sĩ Minh Thảo, ca sĩ Linh Đan, ca sĩ Hoài Phương, ca sĩ Thu Thảo với Khánh Linh. Còn on end thế. Đây là ca sĩ Minh Quân. Đây là Hân Si Jum. Ca sĩ Hoàng Béo. Em chắc là sợ xoay rồi. Hoàng của lớp thầy ơi. À. Hai ca sĩ Cần Thị Trang với Hoàng. Đây là dàn đồng ca tuyệt vời đấy. Đấy. Được chưa? Một trong những giọng ca hát khủng khiếp nhất thế giới. Thế còn đây là ca sĩ mới của lớp, Di Nhi nhỉ? Lan Nhi. Rồi, Lan Nhi. Chào khán giả coi. Chào mẹ, con chào mẹ. Chào mẹ. Cả lớp nói con chào mẹ nào. Chào mẹ. Rồi.